Dạ xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ tháo cặp mâm này ra bán cho anh em ha. Cặp mâm 2018. Mâm cót nha anh em. Mâm cót nè. Ha. Đây 2018 ha. 2018. Mâm hiện trạng trên xe luôn nha anh em. Xe đi mười mấy ngàn. Xe đĩa bằng nha. Mâm đẹp. Nè, cót nè ha. Rồi chút xe tháo ra quay phim bán cho anh em ha. Mâm này bán giá 2,4 triệu. Rồi chút tháo ra đi quay phim kỹ lưỡng cho anh em. Dạ thì cặp mâm đã tháo ra rồi nha anh em. Nhưng mà cái ông cậy cái vỏ ông dở quá, ông làm không có mình đó, ông lần cậy mới chạy cái dìm nữa rồi. Hồi nãy trong xe người ta mới chát. Mâm đang mung thiệt là mung ha. Nè, cậy cái vỏ ra chạy nữa rồi. Cạy ra nó dễ bị người ta chim cái gột xe vô nè, chim gột xe vô lấy cạy cạy ra này, chim gì chết rồi ha. Mấy cái này thì thiệt là đen, mung thiệt là mung ha, chuẩn. Nấp rồi nè. Là 2018 nha, số 18 này nè. Cái năm 18 đó. Mâm thiệt là mâm, mâm thì đẹp mà có cái dìm này. Cái dìm này bằng cách khắc phục là anh em thí dụ giờ vô xe mình là dán cái chỉ vô khỏi cần sơn dìm, dán cái chỉ vô đẹp liền. Hoặc là mình cái vỏ vô đi. Hoặc là mình lấy cái vỏ vô xong đi rồi mới lấy miếng nước sơn đen mình xịt vô cái chén nhỏ á. Lấy bông gòn á mình quét nhẹ mà không cần phải xịt cái gì mâm đâu, tại vì mình nó bị có mấy chỗ à, 1 2 3 4 5 6 chỗ vậy. Mâm này thiệt là mung ha. Bao con quẹo chăm chăm nha anh em, tại trên xe gửi ra. Rồi cạy cho này bị chày nữa rồi. Chày đây nữa anh em. Thì anh em nào giờ vô chọn xe đó mấy phun mập full led gì đó, dọn vô GSX rồi cái yêu cầu cái xe nào đĩa băng là lụm đó. Không nói gì cho yêu cầu đĩa băng là lụm á. Cái này 2,4 triệu. Không có má đầm sao anh em. Má đầm sao ta sơn lại nó vô bánh căm mà ha. Mấy cái này đẹp chiếu sáng ha. Ở ngoài trước thì ít chạy, chạy ít. Thân mâm thì đẹp ha. 18, 18 đây. Này cái đầu nào tháo xe nó có cái ron keo nè ha, dính con keo vô nó đó ha. Giờ thì tất cả các xe đời mới giờ yêu cầu đĩa bằng từ 2010 á, đảo lên 2021 luôn, những sao nào đĩa bằng á. Còn anh em là muốn dọn đĩa là lên kiển gì đó, dọn mua phục đĩa để vô giờ lên xe. Đó, rồi thì mâm hoàn hảo, chỉ có mấy cái dìm này có bong chóc này là 1 vết, 2 vết, 3 vết. Rồi thì có mấy vết này nghe anh em, ở ngoài sau thì nó chạy nhiều hơn chút, ở ngoài trước thì ít đẹp ha. Rồi mấy nước sơn nhám này còn đẹp chuẩn hết. Rồi 2,4 triệu, rồi xin chào anh em nha.